Úi dạ. Ôi ôi, nó chui ra hết rồi. Con nhỏ quá, này con này, con này nhỏ đấy. Này là tí nữa không nhớt thế nào luôn. Sạch nhớt. Úi dồi dồi dồi. Tha hồ mà cầm ấy. Mày ăn đi, có gia vị mày ăn. Có gia vị mày ăn à? Ừ. Đừng muốn thử luôn đi. Để thử thì thử thôi. Thử luôn nhá. Nhá. Như nào đấy. Thế nào? Dài không? Dạ. Cảm giác thế nào? Còn hành dài thế. Dài. Dài nhỉ? Dài đúng không? Dài cứng. Thế các bạn nha, đây là các chú đang đi lấy lá ổi. Tí nữa để làm cái món gỏi lươn. Món dị lắm các bạn ạ, món gỏi lươn. Ở trên này thì họ cũng ăn nhiều rồi. Nhưng mà món này là không phải là món của Tây Bắc đâu các bạn nhé. Món này là món của trên bản mình thôi. Ui, lấy ổi nhiều thế. Cái này là đòi hỏi là cái này là phải dùng thật nhiều lá ổi để lau con nó đúng không chú Vinh? Lau bao giờ nó hết nhớt thì thôi đúng không? Thế là lúc buổi sáng vừa là chú được bằng này hả chú Vinh? Được hơn nữa là một tí, còn hơn nửa. À, hơn nửa. Còn tối qua chú soi. À, nhiều phết. Đây là chú Vinh, sáng nay là chú bừa sớm ạ. Hai cái ruộng này, toàn hai cái ruộng này không ấy. Toàn hai cái ruộng kia đúng không? Hai cái ruộng này là nhiều rồi, ngày xưa là mình chả đi đào ở đây gì nữa. Hai bên bờ này nè. Đây này. Đây là chú Vinh đang lấy cho bếp này. Để khử chất nhờn. Thì ta để cho vào để lau con lươn để giảm độ tanh với khử chất nhờn, chủ yếu là khử chất nhờn thôi. Còn nếu mà giảm chất tanh thì mọi người đã không ăn sống rồi đúng không? Đây để khử nhờn thôi, để khử cái độ nhầy nhầy của nó ấy. Này là tí nữa không nhớt thế nào luôn. Sạch nhớt. Úi dồi dồi dồi. Tha hồ mà cầm ấy. Chú Vinh ăn gỏi con này nó có chui được nhanh không nhỉ? ăn nếu mà chui một ác thì nó chỉ chui trong thủ bụng và nó chui ra luôn hậu môn đâu chú Vinh. Không chui ra được thôi. Không kịp đâu nhỉ. Mình chỉ sợ cái cho vào mồm với nó không cần phải nuốt đấy, từ chui vào một phát nó chui ra hậu môn luôn đấy. Nó kiểu rằng nó nhớt đấy. Lá ổi nha, phải kiếm lá ổi đấy. À nhưng mà làm kiểu này thì nó không nhớt nữa rồi nhỉ. Hết nhớt luôn mà. Sạch nhớt đây này. Tao một cầm. À không nhớt tí nào luôn. Đây không có một tí nhớt nào luôn các bạn ạ. Bây mình sẽ thử nha. Để xem. Sạch nhớt luôn. Nó mà nhớt thì mình không cầm như thế này đâu. Này, không nhớt tí nào luôn đây này. Đây này. Này, rất là rát luôn. Không nhớt một tí nào luôn chứ không cho này, xịn thật. Ôi, có phải à? Cái cho này khắc tinh của nó ấy, cái cho này. Đây là số lươn này mọi người sẽ nướng để làm nhân các bạn ạ. Làm bùi đấy. Ôi dạ. Ôi ôi, nó chui ra hết rồi. Con nhỏ quá, con này nhỏ đấy. Chui hết rồi. Đâu cái kìm kia đâu? Đâu? Mình phải bắt nó ấy, mình chưa khử là không phải bắt được đúng không? Cái rổ bé tế thế nhảy ra hết. Cái kìm của chú Vĩnh kia là tự chế à? Tự chế đấy. Ây da. Ác phết cái kìm đấy nhỉ? Kìm này không thể phát con nào. Ủa. Cái này cái quân tố mà. Mình hấp bình như là ở bài kìm ấy, nó phát cái mấy. Ủa, nhân nhiều thế. Nhiều nhân thế này thì thế này thì chắc là ngon lắm đấy. Ngon mà, con này ngon lắm. Cái này mà làm cháo nhỉ. Đây quay đi Bình ơi. Đây này các bạn này. Gia vị đây này. Cây chuối. Đây này, ngâm măng chua nó các bạn này. Nó
nó ráo nước. Có nghĩa là cho vào măng chua ngâm thế này để cho nó săn chắc thịt thôi mà. Săn chắc thịt rồi cho nó đỡ nhớt, đỡ tanh hơn thôi. Cái này là tí nữa cho vào lá ổi lau và ăn thôi các bạn ạ. Lau về cho vào cái nhân lau cho nó khô luôn. Lá ổi. Cái này. Các bạn ạ. Lá ổi này các bạn ạ. Sẽ cho vào lá ổi. Công đoạn ăn vất vả phết đấy con này ấy. Cho vào cho này, lau này, rồi là cho ướp với măng chua này, rồi là cho lá ổi nữa này. Cái này em làm mấy lần rồi, 5-6 lần rồi. Thế à? Nhưng mà không cho măng chua đúng không? Không, em không ướp măng chua đâu. Chỉ làm lên bước này thôi à? Em thì bỏ một bước à? Lá ổi thôi. Thế ăn 5-6 lần rồi không nhớ tới nhau gì à? Chẳng thấy gọi gì. Chẳng gọi gì. Chẳng thấy cuộc gọi nhớ nào này. Thành em mình cắt cơn mình à? Mày tự làm, một mình mày tự ăn ấy, tự hưởng ấy. Của ngon nó phải. Này bây giờ lau từng con một đi nhỉ. Đây cho nó này. Lấy máu của nó ra hết. Nhưng mà lấy ra hết thì chắc không tanh nữa nhỉ anh nhỉ. Đúng rồi. Tanh chứ. Đây này mọi người thì làm như thế này ăn đúng nguyên bản thế này các bạn ạ. Nhưng mà chú anh bảo là phải để một con sống cho chú ăn cơ. Chú bảo như thế này chú không ăn. Chắc ông ấy thích ăn tanh. Cái này không đủ thích tanh. Thích ăn nhảy. Thích ăn nhảy nhảy. Thích ăn cái kiểu nó còn bò đi bò lại đúng không? Kiểu chú anh kiểu vì răng cũng yếu rồi nhỉ. mọc răng khôn từ đi Phú Thọ vì còn chưa mọc răng hay hẳn mọc răng ngu chứ chưa mọc được đâu. Thế này là ăn luôn thôi nhỉ. Cái này mùi thơm lên rồi chứ. Cảm giác cắt mình cơn được cắt rồi. Cơn luôn đi. Không cảm giác tanh gì luôn. Thơm chẳng tanh gì nhỉ. Chỉ có mùi lá ổi. Không có mùi gì nữa. Lá ổi với mùi măng chua đó. Đưa miếng thử vâng ấy. Thử hay mình thử chưa có gia vị thử đi. Ăn thử nó như thế nào nhỉ? Đâu để mình thử một phát xem nào. Để nó có gia vị mới ăn đi. Có gia vị mới ăn. Có gia vị mới ăn à? Ừ. Đừng muốn thử luôn đi. Để thử thì thử thôi. Thử luôn nhá. Nhá. Như nào đấy? Giòn mùi không? Mùi nước măng chua. Vẫn chua gì? Gém thêm lá ổi vào. Mình không có cái gì gém này. Ngon đấy, đúng rồi, ngon. Ngon, giòn đúng không? Giòn, dai. Giòn lắm à. Nghe chú nhai kêu khọp đấy. Có nhớt trong mồm không? Hình như cảm giác nhớt đúng không? Không nhớt à? Không nhớt. Nhưng mà nó mùi nước măng chua ấy. Mùi nước thần thánh của mình ấy ngon thật. Trời. Gì đã cắt cơn này có phải ngang tầm chú anh rồi đấy. Mình làm phát đuôi nó luôn rồi. Em thơm này ngang tầm chú anh rồi. Đấy. 20 phút. Này đến này tầm 20 phút đúng không? 20 phút nữa mà. Ngâm này đã. Để tới này tầm 20 phút. Bao giờ nó ngấm hết lá ổi thì nó phải không tí tanh nào luôn các bạn ạ. Không có một tí tanh và không có một tí nhớt nào luôn. Xong rồi ăn thôi. Nướng này, tí nữa thì băm làm bụi. Tạm nhân đấy. Nó mới ngọt. Đây là nhân của nó này. Có lạc này, có cây chuối này. Có các loại rau thơm, ớt. Và tí nữa mọi người sẽ băm thêm lươn nướng vào đấy nữa là xong. Và một ít măng chua. Măng chua vào nữa đúng không? Nước thần thánh của mình nữa. Đây, là xong rồi đúng không? Thèm lắm rồi đấy, đi bữa từ sáng rồi mệt lắm rồi. Muốn ăn lắm rồi đấy. Cháu vừa rồi còn cắt cơn một miếng luôn mà chú Vinh. Còn cắt cơn một miếng cắn luôn mà thơm ấy. Ngon, ngon không? Dai. Dài. Giòn, sụt sụt. Giòn không? Sụt sụt. Nhưng mà mùi nước măng chua lắm. Kiểu nó chưa có gia vị gì ấy. Con này vừa dai vừa giòn thật đấy con này nè. Chưa có gia vị. Đây. Đây bổ đây này. Băm nhỏ ra cho vào. Đây này thịt nó khô hết rồi. Không có một tí nhớt nào luôn các bạn ạ. Khô luôn này. Nhân nhỉ. Rồi bây giờ chuẩn bị ăn thôi các bạn ạ. Xong xuôi hết rồi đấy. Còn đổ măng chua vào nữa là ăn thôi. Đây nha các bạn nha. Đây. Đây là con lươn của bọn mình đây. Và cái bát cái chậu gia vị đây. Và chuẩn bị ăn thôi. Nước thánh của mình đây. Nước thánh, chuẩn bị nước thánh vào thôi nhỉ. Đấy gia vị cho nước măng chua vào đấy.
nước thần thánh của mình. Nhưng mà nước măng chua, năng chua và nước lọc. Cái này là nước loáng suối là, mình là chưa cô đặc mới nhỉ. Ui cho nhiều nước thế. Cho nhiều nước quá rồi đấy. Quý này. Này được vừa. Đâu. Giờ muối mì chính. Muối mì chính cho hết rồi à? Muối mì chính này. Chúa. Trời ơi. Máy nó lên cho anh ạ. Trước kia anh ở Lào anh toàn ăn cái này cơ mà thơm. Đi nhiều nước thế. Sướng nhỉ. Lào. Ngày Lào trước ấy có lươn à. Ngày trước ấy to lắm. Ừ. Thấy nó ăn bao giờ nhỉ? Ngày trước cho anh cho cái quán ăn nói toàn có món này mà. Nó có giống con tơ lau không? Ừ, to như thế nhỉ? To như kiểu con tơ lau nó. Con này nó hay giúp bờ ruộng mà. Con này họ hàng với con tơ lau mà. Con ngựa ấy nó hay chui bờ ruộng hay sao? Con tơ lau nó ngắn thôi, nó ngắn vừa lên vừa tròn. Giờ mình sẽ thử các bạn nhá. Thử xem gia vị vừa chưa? Hơi cay. Tắt kéo xuống rồi. Ý vẫn sửa trưởng lái mày đây. Ừ. Cày đấy. Đùa rồi đấy. Chua không đủ không? Đùa. Nó phải đùa đấy. Nó mà chua không đủ thì chơi chua. Chua. Nào, chua anh. Vừa chưa? Vừa chưa? Vừa miệng chưa? Ừ. Cho muối vào ít nữa đi. Châm qua điều đấy. Ít cái điều đấy. Ăn sướng có to sướng mà em thơm đây này. Đúng rồi. Con này giống như mẹ. Đầu con này nhỉ? Như đầu rồng. Đầu nhọn nhỉ. Đầu với lít nó như nhau kiểu giống con tơ lau mà. Thơm này. Sướng chưa? Sướng. Cái này ăn là sướng mà đúng không? Chẳng biết mình xin giờ nào chắc hôm nay giờ lươn cho anh. Thích thế nhỉ. Ngoáy nó lên. Chiến đấu. Tiểu đây. Hám này. Hám. Đâu? Tiểu đâu? Đây. Ừ, đúng rồi. Việc gì việc nhưng mà tiểu trước đúng không? Đúng rồi. Sao trên nắng rồi. Người già uống trước. Hai thằng già đi. Hai thằng già chơi trước. Không? Già chơi trước nhá. Chiến trước. Già cho em khỏe nhá. Ừ rồi. Rồi mình khỏe trước rồi mình uống trước mà nhỉ. Thank you nhá. Có gì hầu tạ sau nhá. Bác đằng nào cũng già thì bác chiến con già nhá. Rồi. Con già nhất đúng không? Đúng hợp tuổi mình nhá. Này. Rồi. Con đấy 83. Tí thôi vậy, tí phải cho con cho con của cháu ấy cũng phải béo như thế nhá cho anh nhá. Con bự ấy. Con bự là gì? Rồi mình người dài mà mình chơi con dài đúng không? Đúng rồi. Ấy. Sướng nhỉ. Bây giờ ăn luôn thôi nhá. Đây thường thường gọi là cỏi lươn đúng không? Cỏi lươn. Cỏi lươn đấy. Nào, anh em mình cạnh nhau thế nào. Nào, chiến nhá. Thế nào? Dài không? Dài thế nào? Con của anh thấy dài thế. Dài. Dài nhỉ? Dài đúng không? Dài cứng. Khọp khọp. Cọp cọp rồi. Cái này là lươn còn sống nó mới kêu này đấy. Nếu mà lươn mà mình luộc qua rồi nó không bao giờ kêu cọp cọp thế đâu. Nào, vô. Cho các bạn biết là mọi người ăn sống các bạn nhé. Tôi nuốt nước bọt hơi nhiều rồi đấy. Chép co ra rồi đấy. Nào, tăng 2. Ui, mày nhanh một tí nào. Xương nó cứng mà con này. Các bố nhanh lên, bọn con muốn ăn lắm rồi đấy. Thơm à? Em thua lắm rồi đấy. Dai. Thế nào? Giòn, chút. Thế à? Nhưng mà hơi cứng. Hơi cứng à? Đây khai nhanh xem nào. Xương của nó mà. Đây các bạn nhé. Đây. Cứng lắm. Đây này các bạn này. Ăn xuống nhỉ? Nó vẫn còn đỏ nhỉ? Nó không phải hết đúng không? Nó vẫn phải động lại chứ, máu của nó. Nào. Chua thơm đây. À. Sướng không? Sướng. Cảm ơn nhá, thank you nhá. Rồi, đây chú xuống đây. Rồi. Đấy. Gầy thì phải. Người dài mà đây. Anh Bính đây. Ôi to nhất làng đúng không? Có ván nữa, còn có ván nữa. Cảm ơn. Có ván nữa. Mời anh em nha. Cứ chỉ đều chứ là khách. Cắt cơn đi. Xuống nghe cái hàm răng kia đó kiểu khóc khóc kiểu giống như kiểu máy nhìn lái. Ngọt lắm. Kiểu như mỏ đá kim thanh ấy. Giống như mỏ đá kim thanh ấy. Ngọt rồi giòn. Xương của nó giòn. Còn à, giòn không? Dai không? Dai. Sự xư đâu? Con của mình già, ra nhá. Giòn. Thám hiệu. Chắc là nó già bằng tuổi mình đúng không? Con là 83 mà. Bây giờ mình ăn thôi nhỉ. Chiến thôi. Thôi bây giờ mình cướp như thế này, ăn như thế này nó mới sướng, kiểu giống như ăn mì á. Chú thơm này mình ăn nó kiểu giống như ăn mì á. Dài lắm nhỉ? Dài lắm. Dài sướng mà. Bây giờ các bố ăn hết rồi, bây giờ tôi nhá. Ăn đi. Bây giờ tôi để ý mái, các ông ăn hết, tôi ăn đằng đuôi này.
bây giờ tôi sẽ ăn đằng đầu trước nhá. À. Có gì anh em mà đằng đầu là có cả răng của nó. Đầu là có cả óc của nó mà. Nhìn hiệu là luôn. Úi giời, cái óc này đầu của nó. Nhưng mà thôi các bạn nhá, bây giờ chú chớ ăn này. Cắt cơn đó. Mình thích ăn đầu cái gì mình cũng thích ăn đầu mà. Mình có óc cái gì? Nào cuống đi. Ha tiểu ơi. Đấy, ướt đây, ướt đây, ướt đây, ướt đây. Cứng là xuống mà. Xuống. Ừ. Rồi, hoa quả sơn mình ghép xuống chưa? Nắp rồi. Xuống. Ăn lươn ấy, phải ăn thế này, công nhận là chất đấy nhỉ? Ừ, mình ăn phải ăn nào. Mỗi anh em mình cạnh nhau bây giờ chiến ra đi. Hai ba rồi đi. Chiến đi. Hai ba rồi. Hai ba ăn. Thích thật đấy. Đây. Ướt thì không cay chú anh à? Ướt thì ướt chẳng cay. Lại à? Đẹp đẹp. Giờ ăn đằng đầu nó xuống rồi mình. Này chú Thơm này. Hả? Bây giờ chú ấy kiểu cảm giác ngon quá chú không biết tả đâu. Bây giờ cháu bây giờ chú hỏi cháu nhá. Vâng. Bây giờ thì cảm giác như thế nào? Ăn cảm có giống giác cá không? Có giống cá nhảy không? Cảm giác nếu mà để mà ăn tất cả các loại gỏi đấy, riêng cá hay các kiểu trâu bò giết gì bứt. À, à, này tanh hơn à? Bứt hết cái này. Thế nên mình cũng phải ăn các bạn ạ, phải thử một hai miếng đi. Cái này chính xác nhất là tanh nhưng mà tanh ngọt đúng không? Tanh nhưng mà giòn. Tanh nhưng mà mình thích tanh mà. Bớt phần đâu, cái này một cân của nó là 300.000 các bạn ạ, hơi thịt trâu thịt bò mình ăn ngon đúng không? Đây mình tiếp tục làm miếng nữa này cho nó đã đi. Sao mình không thích tanh gì nhỉ? Ui giời ơi, còn tay hết rồi. Bắn cả sao bên kia nước bọt quán à? Mày ông bọt căng thế. Bán con này ngon đấy nhỉ. Em hôm này sớm ăn luôn này. Chú đớp đi. Ta đâu kiếm lạ thêm đâu anh à. Mình có một tay mình không thể giằng được như các chú. Các bạn ơi. Cắt lấy kéo ra cắt ra một miếng ăn đây xem nào. Em cắt rồi này. À đây nhá, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn này. Ngon lắm. Ngon tuyệt vời. Quá tuyệt vời. À, giòn, ngọt. Quả nó chết tôi. Mình thì không có hai tay nên là khả năng là giằng như các chú là không được. Rồi mình cắt dùng thìa thôi, dùng kéo cắt ra như hoa ban thôi. Ăn hai miếng này. Đúng đi bừa về ăn ngon rồi nè. Đúng rồi. Vừa mệt. Tuyệt nhỉ. Đói nữa. Cái này mới sướng. Nói là sướng mà đúng không? Nói là sướng mà. Cắt ăn như thế cảm giác không được nhai xương mấy. Ừ, đây. Không sướng nhỉ. Không được răng. Cái chú ấy nó lớp này, đây thơm nó lớp một tia là từ thơm là lớp ấy, mỗi lớp của nó thì mấy phân, 5 phân này. 5 phân. Ăn dai các bạn ạ, dai. Tay này mà. Đây. Vừa dai vừa giòn. Ngọt. Ngọt nhờ, không nhận ngọt thật. Gia vị của nó ngon. Ăn rất là ngọt. Không cay mà. Làm cái miếng nữa bạn nhá. Cay quá. À, rất là ngọt. Ăn thịt của nó công nhận nó săn chắc thật. Ăn nó cảm giác nó cứng. Nói chung là cánh này thì không ngon bằng. Đúng rồi. Con này cảm giác mình không sợ xương mắc cổ nên ăn nó thoải mái hơn. Ăn đi, chuyện đi. Con này nuốt luôn được mà. Ăn rất nhiều đấy hoa. Ăn nhiều. Ăn nha. Đây nhá. Hoa quả sơn vào đây. Hoa ban ăn. Hoa cũng cắt ra như mình nhá. Cắt thôi. Em đi ăn luôn cả. Thôi em Thơm ơi, bây giờ mình uống ấy nhỉ, mình cắt xuống. Cắt đi, ăn gì hơn chú ạ? Đúng rồi. Nhai con của mình này. Nhưng mà mình 5 phân đi nhá. Con to nhất. Con cắt ngắn thôi chú. 3 phân cũng được, 5 phân cũng được. Miếng của cháu thì cắt ngắn thôi. Cứ làm miếng ngắn, miếng dài. Miếng ngắn rồi miếng dài kiểu đấy. Chú có làm cay quá. Người thích miếng ngắn. Không, các bạn ăn hết đi, còn tôi sắp xong một con rồi. Sao mọi người cứ phải mời nhau thế nhỉ? Tôi vẫn đang ăn mà. Ăn đi em Thơm, ăn cho nó hết đi, mình thì sao hết. Ốt ơi. Ngáp ra là tôi cuốn xuống. Răng dai quá, ăn không được. Khó ăn lắm, cắt ra thế này thì ngon đấy. Đây, hoa quả sơn đây. Mình không răng được. Có rượu không? Con của anh Khánh chắc là con đấy phải sinh 8 năm ấy. Con đấy đời 8 năm nên nó mới dai thế. Chú Vinh ăn sắp hết ra con bằng này à? Con của chú to quá nhỉ. Con này dai lắm con này. Còn máy cơ turbo cho turbo chú anh ạ. Nhưng mà chế turbo vào nó hay hỏng máy. Phá máy. Phá lắp phá cầu nhỉ. Thích thật.
đỏ đỏ này cơ. Cuộc sống có giống cuộc đời không? Đúng rồi. Cuộc sống à, cuộc sống khác cuộc đời. Là ở chỗ hôm nay mình được ăn luôn. Đến mùa này mình mới được ăn đấy nhỉ? Đúng rồi. Mùa khác thì mùa. Ăn kém với này này. Có mà. Kém với cái cây sung. Có mà. Có con cơn thì vẫn có gì. Ờ đấy thì thảo đi kiếm suối vẫn có. Ngon. Ngon. Cây vả. Cái này cây vả quá. Vả chát. Ăn ngon mà cái này. Này ngon tiếp tục này. Đây. Nào chiến đi. Xem hoa văn Tây Bắc nhá. Đấy, đúng rồi. Ăn thôi. Hơi mỏng đấy. Ăn thôi. Ăn đi đi. Thật rồi. Này ăn gì ăn rồi. Hả? Xem thằng em thơm nhá cho anh nhá. À, ăn nè. Đang xem rồi. Cắt ra như này dễ ăn hơn thật. Ngon thế. À. Tuyệt lắm. À. Mình sẽ ăn cái với cái lá sung này. Cá bả chứ, không phải là lá sung cá bả. Thế chú anh ơi. Ôi, quá nhiều nhân rồi. Mấy con kia chắc để về nướng ăn thôi. Không hết rồi cơ. Nhiều quá nhỉ, nhiều quá nhỉ, mình làm nhân hơi ít đúng không? Ăn hết chứ làm gì? Thế à? Ăn nhà còn nhiều mà. Mùa này không à, tối nếu mà hết kèm nữa tối đi xe đi soi ngày mai là ăn tiếp nữa cho anh nhỉ. Ngày mai làm một cân nữa. Cái quá. Cái này mà đơn mà làm cháo nữa thì không phải nghĩ đúng không? Nghĩ luôn. Ăn em ăn sáng. Ngon cho không? Ừ. Nhà chưa ăn chưa còn báo mà. Giòn. Giòn. Nhân nhân này phát phát. Đấy các chú bảo là rút kinh nghiệm, lần sau là buổi thì cho thêm ít cá nữa thì sẽ ngon hơn. Còn lần này thì cũng ngon rồi nhưng mà nó không ngon bằng đúng không chú? Nhưng mà được rồi. Ngon rồi đúng không? Nhất là gì nữa? Nó có ấy mà mình cho đạc vào nhiều con mà. Cho đạc vào, mình cho đạc đấy. Đạc vào như kiểu đạc đường ấy đúng không? Anh em mình ăn ấy, mình các anh không biết nhưng em ấy, mình ăn ấy có cứ có cảm giác trong mồm mình là kiểu rằng nó dai giòn ấy, nó cứ cứt cứt cứt. Em cảm giác nó bò đi bò lại ấy. Cái này phải chơi với con còn sống ấy, có khi cho vào mồm ấy nó chui luôn ra hay đấy nhỉ. Có lại nó thẳng xuống dạ dày luôn. Nó nhanh lắm à. Con đấy chỉ việc đổ nước ra cái chua anh ấy. Chua mình cho vào mồm này xuống nhanh xong biến dưới cũng ra nhanh ấy. Có lại đấy ăn cái đấy ra bụng nhỉ đúng không? Phải làm đúng kiểu các ăn cái này ấy. Ở trên bọn mình thì chui vào trong đấy thì có cái này thì là chắc là mình không phải là ẩm thực của đồng bào Thái Tây Bắc gì đâu các bạn nhá. Nước uống của mình thôi. Khu của mấy chú hoặc là mấy trong bản mình thôi. Cái này là em đi sang Lào em học. Món này thì em làm mấy lần. Món này thì ở trên bản mình thì rất là nhiều anh ăn rồi. Đúng rồi. Và ăn thì phải làm theo kiểu này cơ, nếu mà một số bạn lại bảo ăn nhảy, ăn giống như kiểu là cả con mà thả vào ăn giống như kiểu cá nhảy là không ăn được đâu, ăn cái đấy là đau bụng đấy. Mọi người phải ăn như thế này, làm kiểu đúng y xì như thế này thì mới không chín luôn này. Làm thế này thì nó không tanh và nó chín rồi, nó thịt nó không có một tí tanh nào luôn. Cảm giác ăn rồi muốn ăn nữa. Uống nước no rồi. Cái quan trọng nhất để làm món này là quan trọng là lúc mình làm lươn này, là đầu tiên đấy là phải sát với cho nó đỡ nhớt. Sát xong thì lại phải ngâm với phải làm sạch lòng các thứ này. Rồi còn ngâm măng chua. Ngâm bằng chua cho nó bao giờ nó thấy nó tái vào thì mình lại bắt đầu ngâm với lá ổi, mình trà với lá ổi xong rồi mới ăn. Đấy, còn gia vị của nó thì làm thì y xì như kiểu món cá nhảy của bọn mình thôi. Có hoa chuối, có cây chuối, có lạc, có các loại rau thơm, lại thêm măng chua vào rồi lạc rồi hòa trận với nhau, ớt các thứ vào thế là ăn đây thôi. Bây giờ no có cảm giác muốn ngủ đi rồi cho anh ạ. Một ngọt nhấp rau thối này hay là mình giải quyết nó luôn đi nhỉ? Cả chậu mà ăn gần hết rồi. Mình thì ăn được tầm 10 khúc thôi. Không ăn được mấy. Bởi vì hết tầm khoảng 35 khúc rồi đấy. Cơ bản tại sáng mình ăn sáng rồi. Đội này chưa ăn sáng. Thơm là ăn nguyên một con to, hồi đội anh Khánh, chú Thơm, chú Anh, chú Vĩnh, chú Dũng ấy. Còn em ở bên Tây Bắc thì ăn cũng được ít thôi. Cái gì? Em ăn nhiều thế mà em ăn ít. Có thể ăn được cả con đâu. Mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Dạo này có rất là nhiều bạn có comment trên video ấy, hỏi về nick Facebook cá nhân của mình và cái fanpage Mì Sông Tây Bắc. Thì chắc là các bạn, mình đã để ở dưới link mô tả rồi, nhưng mà chắc các bạn không để ý nên là bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách tìm cho nó dễ nhất các bạn nhé. Này các bạn hãy mở app Facebook lên. Này Facebook lên và các bạn vào chỗ tìm kiếm nhé các bạn nhé. Này ở trên này, chỗ tìm kiếm ở trên này. Đây, tìm kiếm. Các bạn hãy gõ tên là Khun Hoàng. Khun Hoàng các bạn. Đây.
đấy nha các bạn nhé. Các bạn hãy gõ theo cái từ khôn hoàng ở trên này này đấy, và ấn vào chỗ tìm kiếm đây này, đây tìm kiếm, và đây đây là nick Facebook cá nhân của mình nha các bạn nhé. Đây này, đây này cái ảnh đại diện bay bay khôn hoàng đây này, click vào đây đấy. Các bạn có thể vào để kết bạn với mình, kết bạn hoặc là vào để nếu mà mình mà có thể là nếu mà các bạn mà kết bạn không được thì có thể là mình full bạn rồi ấy. Dạo này cũng có rất là nhiều bạn kết bạn với mình nên mình chỉ sợ để full bạn mới thôi. Đây các bạn, đây là nick Facebook cá nhân của mình này. Đây mình hay hay up mấy cái bức ảnh, mấy video mà mình chưa up này. Ví dụ hôm nay là mình đi quay cái gì, như hôm nay là mình đang đi quay các chú này, thì thường mình sẽ chụp một hai bức ảnh gì đấy nó nổi bật gì đấy mình sẽ up lên trước. Đây này, đây như này này. Đây này. Đây là mình hay up đây này, cái video này là mình chưa up đâu. Đây mình đã tụ ảnh lên trước này đây. Đây như thế này. Nếu mà bạn nào mà quan tâm thì có thể vào để tìm theo nick là Khôn Hoàng và kết bạn với mình để theo dõi hoặc là kết bạn với mình nha các bạn nhé. Còn fanpage Nhịp Sống Tây Bắc của mình như thế này. Các bạn cũng vào cái chỗ tìm kiếm này và gõ từ Nhịp Sống Tây Bắc nhé các bạn nhé. Đây, vào gõ Nhịp Sống Tây Bắc. Nhịp Sống Tây Bắc. Đây các bạn nhé, đây. Và gõ Nhịp Sống Tây Bắc và cũng gõ vào chỗ tìm kiếm. Click vào chỗ tìm kiếm đây. Cái fanpage Nhịp Sống Tây Bắc của mình đây này. Cái ảnh avatar đại diện của nó thì cũng là cái giống như kiểu của trên kênh YouTube luôn. Đây các bạn có thể vào đây. Đây các bạn cũng có thể ấn vào đây để chỗ theo dõi cái fanpage này để nói chung là mấy cái thông tin ngoài lề về cuộc sống hay cái gì đấy, nói chung là mấy cái video ngắn ngắn hay mình không up lên trên kênh YouTube ấy, thì mình sẽ up lên trên cái fanpage này. Bạn nào mà thực sự mà muốn theo dõi hay là muốn tìm hiểu thêm ấy, thì các bạn có thể ấn vào chỗ theo dõi này. Và các bạn có thể like thêm cái fanpage này để ủng hộ mấy chú cháu ăn mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.